Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật thống kê số lượng visa diện EB3 và diện EB5 lao động và đầu tư định cư tại Việt Nam được cấp trong tháng 5 năm 2022. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đối với diện EB3, trong tháng 5 này, số lượng visa được cấp 56 visa, so với tháng 4 thì đã giảm 1 visa. Đối với diện EB5 đầu tư gián tiếp I5, trong tháng 5 được cấp 33 visa, tăng 26 visa so với tháng 4. Đối với diện EB5 đầu tư trực tiếp T5, trong tháng 5 này chưa có visa được cấp, so với tháng 4 đã giảm 6 visa. Đối với lịch visa diện EB3 và diện EB5 cho tháng 7 năm 2022 như sau. Đối với diện EB3, lao động có kỹ năng, lao động không kỹ năng và lao động có bằng đại học thì lịch visa và lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC đang ở thời điểm hiện tại chữ C. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp xin lao động tại Mỹ với một công ty bảo lãnh sẽ được giải quyết liên tục. Tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam, diện này không được phổ biến. Đối với diện EB5, C5 và T5 đầu tư định cư trực tiếp thì lịch visa và lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC cũng đang ở thời điểm hiện tại chữ C. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp đơn xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết liên tục. Diện đầu tư này không được nhiều người Việt Nam đầu tư vào. Đối với diện EB5, I5 và L5 đầu tư gián tiếp qua trung tâm vùng thì lịch visa và lịch mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC cho tháng 7 năm 2022 ở thời điểm hiện tại chữ C. Có nghĩa hồ sơ của anh chị khi nộp đơn xin đầu tư vào Mỹ sẽ được giải quyết liên tục. Để đầu tư vào Mỹ ít nhất cần có 500.000 đến 1 triệu đô và kèm theo những điều kiện khác. Đa số người Việt Nam chọn cách đầu tư này. Dự đoán diện EB3 và diện EB5 cho tháng 8 năm 2022 thì tất cả các diện EB3, EB5, C5, T5, I5, L5 thì dự đoán cho lịch visa và mở hồ sơ bổ túc giấy tờ 6 bước với NVC sẽ ở thời điểm hiện tại chữ C. Mỗi tháng Thắng sẽ cập nhật lịch visa và mở hồ sơ diện EB3 và diện EB5 cũng như dự đoán cho tháng tiếp theo để mọi người tiện theo dõi. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.